Lô các bạn, và đây là cây 100 cân. Mình còn có thể làm nó hơi nhúc nhích nhá. Biết vì sao làm nó hơi nhúc nhích được không? Tại voi bẻ con này chục rep một ngày các bạn ạ. Bây giờ 100 cân đối với anh voi là quá là dễ rồi đấy. Wow, quá ghê gớm. Như các bạn có thể thấy là anh voi bẻ 100 cân mà không cần phải tì. Từ người đầu tiên bẻ thành công đồ lông đào ở Việt Nam, giờ đến là một con người bẻ không tì. So với trước đây, khi mà mình mới đưa cây 100 cân cho anh voi, anh ấy còn không làm nó nhích nhích được một chút và còn phải bẻ tì. Nhưng có một cái nữa mà chúng ta phải thử, đó chính là lực bóp tay của anh voi. Bây giờ anh nghĩ là mục tiêu tiếp theo của anh là bao nhiêu? Mát gì cho hết. Anh em mình đo lại thử cái lực bóp của anh. Ok, đo chịu. Phòng 3, tay trái bóp phòng 3, đang ngồi nhá. Bây giờ anh em mình chơi lực bóp để kéo co luôn, đây đây. Đây là 6-3. Nó bị nhảy. Con này sao? Anh nhìn này đi, anh kiểu ấn không? Help me. Ui giời. Nét. Lên. Nhưng mà nhá, cho anh xem video này. Đây là một cô em 64 cân. Khỏe, 64 thì khỏe, quá khỏe luôn đấy. Đó anh ạ. Bây giờ là có thêm một người nữa chuẩn bị lọt vào danh sách chính thức bẻ 100 cân không tì ạ. Đối với anh voi, cái cây 100 cân màu đỏ này nó vẫn sống. Truy nã là 20 triệu bẻ không tì đó. Còn 100 cân màu vàng thì quá dễ với anh voi rồi. Gì đâu, ý anh đi voi. Một phát một, phát lực. Ôi, wow. Đó, đấy chính là bẻ không tì. Em có video bẻ chín rep nhưng mà không đăng. Ok các bạn, còn bây giờ ấy thì mình còn có một chuyến hành trình nữa trước khi mà mình kết thúc giải bẻ 100 cân không tì 5 triệu đồng. Có một nhân tài 100 không tì đó, okay. 64 cân. Okay. Giờ chúng ta sẽ đi luôn nhá. Ok. Và để tìm được thanh niên 2K3 cực kỳ khỏe này, mình đã phải lặn lội vào Sài Gòn đến tham gia giải Calisthenics lớn nhất Việt Nam. Và khi mình đến đây được chiêm ngưỡng sức mạnh của các anh em Calisthenics cực kỳ khỏe như này, làm những động tác cực kỳ khó, mình mới hiểu tại sao một người 64 cân có thể bẻ được 100 cân. Và người đó chính là Linh Ca Bà, anh giáo vật lý. Các bạn có thể thấy Linh đang trong quá trình thi đấu, thế cho nên là mình sẽ không làm phiền đến bạn ấy. Và sau khi bạn ấy thi đấu xong, mình sẽ thách thức Linh bẻ 100 cân không tì nha. Thực sự thì lần này rất là hên xui, vì nhỡ đâu Linh có thể không làm được 100 cân không tì, bởi vì Linh đã thực hiện một loạt các cái động tác cực khó để đi thi rồi. Liệu Linh có thể chinh phục được 100 cân không tì trước mặt mình không? Chắc phải bao tử với em xem là cố gắng tìm những cái người mà có thể bẻ được 100 cân không tì ở đây, bởi vì là anh em Calisthenics cổ tay cực kỳ khỏe. Các bạn ạ, bây giờ là sẽ trao giải cho quán quân nhé. Ok, các bạn thì Chuyên Quốc Cao 2023 ngày hôm nay gọi tên tinh thần của anh em đang đạt siêu cao này, tất cả mọi thứ đều cực kỳ bùng nổ, cực kỳ mãn nhãn. Khởi động em, khởi động. 1, 2, 3. Biết con này để làm gì không? Thứ nhất là truyền động lực, thứ hai là lọ nước phấn cho anh em. Đấy á, anh em đi tập xong này, đấy ra. Đấy, lắp lại thành một cái phấn. Có giải lò xo này cho anh em 50 cân không tì nhá. Một con rách, một cái ba lô. 100 cân tì 500 nghìn. 120 cân tì 1 triệu. Và 100 cân mà không tì 5 triệu luôn. Đấy.
Ai chơi nào? Em. Bao nhiêu cân? 100. 100 thì ok nha. Let's go anh ơi. Chào. Hai. Go. Vào. Go. Một. À. 50 cân. Ok, 50 cân chơi. 9. Không tin. Con đấy. Với cái ba lô hay là lên 100? Ba lô. Ba lô gì? Ok. Anh kêu anh em. Anh em giơ tay đi. Ai nào? Vẫn tặng cho cái ba lô. Làm quà. Ok. Đấy, đeo dây vào, đeo dây vào. Đúng không, bốn phần. Đứng lên. 100 cân thì 500 nha. 5 lốp này. Không đúng rồi. Đấy. Thêm 1 triệu không? Thêm 2 này. Chị không làm được thì sao? Đúng không? Ngay chưa vui, anh em không làm được, vẫn tặng. Em ơi. 102 nhá. 102. Ôi, khỏe. Ôi, khỏe. Ôi, khỏe. Ôi, khỏe. Ôi, ôi 102 đấy. 102. Đây nha các bạn, anh Dương, người quán quân vô địch của giải lần này nhá. Ôi khỏe vãi. Ôi khỏe vãi. Ôi. Thể lực của quán quân quá kinh khủng luôn các bạn ạ. Chơi bao nhiêu phát toàn full flying chair rồi các skill kinh khủng mà giờ vẫn bẻ nó to ngon. Bây giờ đây này, biết là calisthenics là cổ tay rất là khỏe, thế cho nên là cố gắng tìm một anh em ở đây bẻ 100 cân không tệ, 5 triệu. Được không? 5 triệu. Ok các bạn nha, đây là Năng Linh, thầy giáo vật lý. Hôm nay mình là vận động viên của giải này nhá mọi người nhá. Được. Mặc dù Linh chỉ từng chân ở top 8 nhưng mà về bẻ lò xo thì chúng ta không thể biết được. Và nếu Linh bẻ được 100 cân không tỳ 5 củ đấy. Phải đâu? Ok, xong rồi chúng ta sẽ xếp hàng. Ok. Em có tay nào? Tất cả mọi người đi, chúng ta sẽ xếp hàng ở gần đây ở vị trí này và rất là khó này. Xin mời tất cả mọi người nào. Ôi ôi, quá tuyệt vời, Linh, 6 mấy cân? 65 cân, ôi, 1.000 cân mà mình không ngờ được là có thể bẻ được 100 cân không tê. Anh là chủ tịch liên đoàn bẻ lò xo, trao tặng danh hiệu King of Spring, ok? Ok, vua lò xo. Cảm ơn anh, và... rất nhiều nhá. Sân khấu ạ, chúng ta sẽ chụp lại một kiểu. 5 triệu. Cuối cùng, chúng ta sẽ chụp lại cho Linh nha. Thế này cũng hôm nay à? Nhưng mà mọi người lên tiếp kiểu. Đắp đủ không mọi người nha. Yeah. Ôi kéo hai cho tao nhờ. Yeah. Đấy thì nhờ. Với calisthenics nhá, các bạn có thể vượt qua tất cả những giới hạn của con người. Mặc dù là mình rất là nhỏ, rất là bé, nhưng vẫn có thể bẻ được một cú cân cực kỳ nặng. Nhờ calisthenics. Ai ở quần? Năm củ, cầm lấy. Đây, cầm lấy. Cầm lên. Mày không cầm, anh còn mặt mũi nào, cầm lấy đi. Cầm lên. Mình cũng cảm giọng hết rồi đấy. Mình thì không quan trọng cái vấn đề này đâu. Mình chỉ muốn anh dân là hãy cố gắng đóng góp cho cộng đồng tương lai để Việt Nam nâng lên một tầm cao mới rồi nhá. Ngại quá, vậy các bạn ơi, đây là kênh YouTube của Linh, nhớ theo dõi Linh đấy. Không theo dõi là phí lắm, một người vừa khỏe vừa tốt bụng. Chúc mọi người tập luyện thành công. Anh em ở phần bên dưới nào. Linh này, anh em này, anh giáo vật lý nhá. Năng Linh 2K3, người đầu tiên sẽ thử bẻ con 150 cân.
Căng thực sự luôn. Tất nhiên nhá, là kiểu lẻ này thì không được chấp nhận, nhưng mà chúng ta sẽ test xem là lẻ có khỏe đâu. Ôi, quá khỏe luôn anh em ạ, quá khỏe luôn. Quá đã anh em ơi. Linh mang một sức mạnh cực khỏe. Vợ ơi trưởng, tập calisthenics nhá, quá xịn luôn. Calisthenics cho anh em một cái sức mạnh cực kỳ khủng bố, mà nó kiểu nó vẫn giữ cho anh em một cái thân hình nhỏ gọn nhưng mà lại ẩn chứa một cái sức mạnh cực kỳ ghê gớm. Calisthenics anh em nhá, nhớ kỹ bộ môn này. Còn mình là Thế Dân, và muốn theo dõi anh giáo vật lý ở ngay dưới này cùng với các sự kiện khác, hãy nhớ join group nha. Ok, thank you các bạn, và mua đồ ở bên dưới phần mô tả. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Wow.